Rồi giờ đẻ nữa nè, để nuôi hết hả? Để cho hết. Ồ vậy hả? Rồi con nào con mẹ đâu? Đây nè, nói đó. Ồ con mẹ hả? Ôi trời ơi, thương quá, mới đẻ luôn hả? Con chó này nè. Ồ vậy hả? Cái này là con mẹ. Rồi này con cha. Wow. Cha dám lợi rồi, không chạy ngoài không à? 2, 4, 6 con. Sáu con hả anh Khải? Sáu con. Vậy là giờ là cho rồi, lã người ta coi đây, người ta xin này cho không? Đã đâu cho đâu. Đâu cho đây, ủa? Ủa vậy hả, có chủ hết hả? Cái giấy hết rồi. Ồ vậy hả? Ôi trời cưng không chết luôn đi được cái trời. Đây nè, cái bà ở nhà em hồi đó dẫn về cũng nhỏ téo vậy đó. Ôm về gì nè? Hồi đó kìa đó, à. Con đó đó, à, đầu đó. Đó. À, nó đẻ chương quá à. Trời ơi chương quá. Rồi nó cắn không vậy? Gờ con đó sợ nó cắn không? Ôi là trời thương quá vậy, đã quá. Sáu con. Trời nóng nó bò. Nóng. Rồi đem trả ra đây để vậy có chủ hết rồi hả? Ừ, có chủ hết rồi. Có chủ hết rồi. Ok. Ủa vậy cô đó ở trong thư viện hả? Trong thư viện á, vô vòng gặp ba. Con này trắng đen. Ờ à, con này đẹp, con này nữa cái mặt đẹp nè. Đen nó trắng nè. Ờ à, con này nó già nó nè. Con già hả? Con già nó trắng đâu. Ờ chung quá sao kia. Con này thôi. Ủa sao? Ờ chị chung quá nhỏ chiếu à. Vô đi. Vô đi. Sợ anh với vô. Ờ nó sợ hả? Ờ nó sợ Ly Ly á. Ôi trời ơi, sao Chương? Chương. Chương dữ vậy, có gì à? Ủa. Mà có con này thì đen thì lùi hết nha. Có con này nữa cái mặt đẹp nè. Ờ trắng. Đó, con này nữa cái mặt đẹp nè. Đó. Con nó đẹp á. Con này nữa đẹp lắm á anh Khải. Con nữa. Tại vậy nè, ha. Vậy nè. Con này nữa lớn đẹp lắm nè. Chắc con này thông minh. Giống già nó. Ờ. Không, con này nữa đẹp lắm nè. Điều. Nó chơi 2 tiếng luôn à. Ôi à, Trương quá. Ông hả? Đi giống chủ không? Mãi rồi ông chủ ơi. Đù mãi vô nhà ông hả? Đi đi xong mà hú câu gì? Hay qua đây nói chuyện với con đi. Trời ơi, coi nè. Thấy cô hoàn cảnh cô tội nghiệp á. Con đi xin riêng cho cô được là cho mấy người tật nguyền già đó. Là thiệt luôn, hôm lát thiệt tật nguyền mà đầy đủ giấy tờ đó. Thôi cô ngồi xuống đi chuyện. Ngồi xuống, qua đây. Qua đây nè. Trời ơi ông nội ơi, khói thuốc ông xe ổng luôn kìa. Hả? Nói đang đi ngồi điểm ghi xe vậy. Đi ghe đâu hả? Ờ ghe đi. Cô bao nhiêu tuổi? Bữa đó cô nói cô 70 hả? 72 tuổi ta, bữa Tây thì 71 tuổi mấy tháng rồi. 71 tuổi mấy tháng rồi, nhưng mà giờ không chồng, không con gì hết à. Không chồng, không con gì hết, rồi sống một mình à. Rồi tiền hưu của cô á, là hiện tại giờ á, là khoảng được có 800 mấy à? Hơn 900 chút. Ờ, hơn 900 chút. Nghĩa là đầu năm nay bắt đầu nó lên á, nó lên nhiều á. Ờ, mà nếu như là cô mà đi trả tiền mỗi tháng mà đi mướn phòng hết 600 thì không còn tiền để mua bảo hiểm xe hay là những cái muốn xài lặt vặt gì đó phải không? Là không đủ. Cho nên mỗi năm như vậy cô phải đi ra ngoài ngủ ngoài xe mấy tháng để dư tiền. Đúng rồi. Vậy hả? Rồi khi nào mà hết đó, thì quay khi nào mà mình trả, mình giải quyết xong cái gì rồi mình đi kiếm phòng mình ở lại. Dạ. Nhắm một năm, trong một năm đó mình bắt đầu yên yên rồi á. Dạ. Thì mình bắt đầu là mình đi kiếm chỗ, mình đi muốn cái rồi mấy chị em có ở San Jose này không cô? Thì mỗi người có gia đình chị em, vợ lấy chồng ta có gia đình riêng hết rồi. Ồ, coi như tiền của cô đang ăn là không phải tiền quốc tịch mà là tiền hưu, không phải tiền già mà là tiền hưu. Ờ, tiền hưu thì cô có thể giống như mình đi về Việt Nam chơi đồ mấy tháng cũng không sao. Dạ. Nổi nữa cô. Là hồi bữa cô biết sao không? Tại trong cái tình cảnh của cô nè, vừa bệnh rồi vừa già lớn tuổi, mà cô kể là cô đi xin cái hao sinh khó khăn quá rồi người ta bắt chờ á. Thì người ta không có cho mình tới văn phòng, người ta kêu mình lên online thôi.
Được, cô chỉ đi apply bằng online hả? Dạ, họ cho cái website á, tại gọi phone lên, họ nói bây giờ họ chưa có open cái office thì cho cái website đó vô trong đó apply online. Tôi vậy ai giúp cô apply vậy? Ai giúp cô đi để apply vô trong cái website đó? Thì lên library nữa, mượn cái lấy cái check in cái library á. Để book cái computer đó. Dạ. Rồi mình có cái website mình enter vô. Nóng quá, cô mặc áo lạnh chi nhiều dữ vậy? Tại sợ gió nó ngồi á. Vậy hả, cô sợ lạnh hả? Bữa nay nóng, mấy ngày nay nóng quá trời quá đất luôn. Cái cơ thể nó già, nó nóng cũng bệnh, mà lạnh cũng bệnh. Nhưng mà chỗ cái thư viện này thì nó mát, tại bóng cây nhiều. Nó mát hơn ở ngoài lắm. Rồi như vậy là apply, cô apply từ cái housing đó tới bây giờ bao lâu rồi mà chưa được? Cũng 2-3 năm rồi cô. Ôi trời, chờ 2-3 năm mà chưa được kêu. Trong thời gian cái mùa dịch này á. Dạ. Trước đó thì nó chỉ lung tung tôi cứ đi mấy cái chỗ gần gần đây nè. Dạ. Thì người ta nói không có đây nó còn. Ngay cả cái chỗ cho homeless trên đường center nè. Đúng rồi, chỗ đây luôn. Cho homeless nhưng mà cho mẻ không à. Việt mấy Nam năm mình trước bắt đầu nó opening ngay ngày mùng 1 Tết ta. Dạ. Tôi đi vô live tôi nghe mấy người nói á. Dạ. Là tôi mừng quá. Ngày sáng mùng 1 tôi chạy lên đó. Thì tôi hỏi cái bà làm đó mà. Tôi hỏi tôi muốn xin cái mẫu đơn để apply. Tôi nói không có đơn. Tôi nói bà có mẫu đơn sao người ta biết người ta apply người ta vô ở. Dạ. Bà nói cái này là không có mở cho ở người ngoài. À. Cho ở county với city, cái list từ chúng ta nó đưa xuống. À. Tôi hỏi tại sao thì bà nói cái đó là những cái list homeless. Vô list nó đi pick up homeless ngoài đường á. À. Rồi nó vô cái list. Nó để sẵn ra bây giờ nó mở rồi nó cho vô. À. Tôi muốn nói tôi cũng là homeless. Bà nói mày homeless bao lâu? Tôi nói tôi thì không có phải là luôn luôn mà tôi cũng nói như cô, nói như cô. Dạ, cũng nói cho anh ta biết vậy. Bà nói là cái này là homeless một năm trở lên mới gọi là homeless mới được count. Dạ. Để mà vô ở trong đó. Cái đó là người ta nói vậy thôi cô. Chứ bây giờ nè, nhiều người giờ homeless bao nhiêu năm luôn á, apply vô xin cũng phải chờ, không biết mình không hiểu luôn. Đó, có nhiều người á, cho vô mà nó không ở, nó chạy ra. Dạ. Đó, cho nên bà mới nói nếu mày muốn thì mày đưa chứ. Có con để chỉ liên lạc được của mày đi. Dạ. Yeah. Thì nếu cần thì tao gọi. Dạ. Yeah. Đó là ra opening cái bữa mùng 1 Tết là chỉ có mở cho một số ít thôi, không có mà hoàn toàn mở hết. Dạ. Yeah. Chưa có fully open. Dạ. Yeah. Cho nên đưa cho bà mà không thấy bà kêu sau đó vài tháng tôi quay trở lại 3 lần, 4 lần mà nó không có available thôi. Dạ hả? Nhưng mà nó có cho tôi vô coi. Cho vô coi mà rốt cuộc nó không nhận con. Thì nó nói là phải không lết trên năm, nhưng mà bà nói là nếu mày muốn thì mày đưa cái địa chỉ số phone của mày tao liên lạc. Dạ. Nhưng mà sau đó thấy bà liên lạc thì tôi tự động được tìm tới. Dạ. Mà tìm tới mấy lần cũng được, nhưng mà tôi biết là có một số đưa nó vô nó là chạy cho ta không ở được. Dạ. Thì tôi hỏi mấy người nói chuyện sao lạ vậy, sao cho vô ở không ở, tôi muốn vô không cho tôi vô. Dạ đúng rồi. Nói nói về mấy cái này nó dạ sắc rồi nó vô đó theo cái kỷ luật nó chịu được. Dạ đúng rồi, nhiều đứa mà nhiều người ta chơi mấy đó vô đó phải có kỷ luật. Dạ. Tại vì vô phải có giờ giấc. Dạ. Bởi vậy nên bắt cho tôi vô coi thấy cái studio thôi mà được lắm. Tại bình thường là homeless là chỉ độc thân thôi. Dạ. Nên bắt cho tôi vô coi nó ngồi để vô phía bên này là cái phòng tắm, phía bên này là cái closet mà sát tường. Dạ. Rồi phía sau phòng tắm là kê cái giường ngủ sẵn ra đệm trắng tinh sạch sẽ nè. Dạ. Còn phía bên cái closet này đi vô thì là cái bếp, rồi để tủ lạnh, rồi cái bếp, rồi cái counter mình ngồi mình ăn, mình vừa ăn xong mình dọn dẹp mình làm cái bàn làm việc á. Mình để vô này. Cô thấy cô thích không? Thích. Bây giờ nếu như cô được rồi cô vừa mừng không? Cô vui không? Nếu như con giúp cô vô được cô mừng không? Thì có chỗ ở mà mừng quá nó còn gì nữa. Cần nhất là có cái restroom cô. Thì cái đó có restroom riêng cô rồi đó, được phòng đó là có restroom riêng. Như vậy nếu mà ngồi đây tốn 11 giờ ok đi bữa nay con lại con kiếm cô ở đây á thì bây giờ con chưa có xua là 100% là được. Nhưng mà có thể xua với cô 80% được. Tại vì cái đó là nó cũng có chương trình khó vô lắm cô. Đúng. Nhưng mà thấy trong cái hoàn cảnh của cô nè, vừa già lớn tuổi mà còn bệnh nữa mà đi một năm như vậy phải đi ra xe ngủ homeless mấy tháng để dư cái tiền ra thì thấy cũng khổ quá. Cho nên á, con cũng có trình bày lên mấy cái chỗ mà để con xin á. Con nói đây là những người già, người ta có quốc tịch, có giấy tờ đầy đủ.
đó, mà người ta không có đủ tiền để mướn phòng. Thì bây giờ á, giúp là giúp những người này trước, chứ bây giờ nhiều người còn họ còn mạnh khỏe quá trời luôn mà đi giải quyết trước thì cái đó không được đó. Thì mình xin được cái nào thì người ta cũng hứa, chứ chưa chắc là được 100% ha, cũng chưa có chắc. Vậy là tôi thấy là nó phè vậy mà. Dạ đúng rồi, vậy nó mới phè. Thấy, hồi đó cái Castle Center nữa. Dạ. Ngay trước cái khu sở xã hội đó. Dạ. Lâu rồi nó, ông Quang Ninh cũng vậy. Dạ. Cái số tôi làm sao, lúc đó thì tôi còn đi làm, nhưng dạ, mà tôi bạn có đưa á. Dạ. Thì tôi mới apply online, nó kêu lottery. Dạ. Thì chúng cái tên tôi, nó gửi một tập hồ sơ vậy luôn. Dạ. Xong tình cờ bữa đi vô live, tôi thấy lao sao trong cái phòng họp này nè. Tôi dạ, tới đó hỏi cái gì thì cái cô Mỹ Hoa Giang có nói bên đây nói vấn đề học sinh. Dạ. Tôi mừng quá, tôi nói cho tôi vô dự được không. Thì cô nói được nhưng mà không có người thông dịch. Dạ. Tôi nói mặc kệ, cái cho tôi vô tôi hiểu được, tôi làm tôi hiểu. Dạ. Cô nói ok mày cứ vô. Đó, vô thì cuối cửa họp thì cô nói bây giờ ai muốn ghi tên để mà tham dự lottery không. Cô nói tôi muốn, nhưng mà tôi muốn hỏi cô là được rồi, tôi nên online, tôi có upline rồi. Bây giờ tôi có nên up ở đây nữa. Upline ở đây thêm không? Cô nói được, không sao hết. Mày cứ ghi, tại cái này lottery mà. Dạ. Đâu có phải là chắc chắn là được đâu mà mày mày sợ người ta không lên. Ok. Thì bây chúng giờ hai cái luôn. Ờ vậy hả? Rồi sao? Nhưng mới chừng cầm hồ sơ nó hỏi nó đóng điện rồi nó nói cái này là theo income. Ồ, có income. Cô nói tôi còn đi làm á, mày làm có income thì rất là cao. Có khi cao hơn ngồi mới mướn ngồi nó vô làm chi. Ồ, cái đó là lâu rồi, mấy năm cô còn đi làm đúng không? Thì đó. Tôi nói bây giờ tôi bệnh tôi đi làm part time. Nó nói thì part time mày mướn mày ngồi cũng sướng. Tại cái này khi mà apply chưa chắc mày được. Mà thí dụ mày được rồi mày phải trả tiền cao mà. Mà không được, không có trả lại tiền cho mày, cái deposit của mày. Nó không có lấy lại. Nên nó giải thích ngồi tôi nói thôi. Ok, bây giờ tại bữa nay con đi kiếm cô á. Là cô đậu xe, cô phải cho con biết cái ngày con tới con gặp cô là chỗ nào. Ha. Bây giờ bữa nay là hai tay rồi. Thường thường cô đậu ở đây đúng không? Dạ, yeah, đậu ở đây. Vậy cho chị. Ồ, thank you em. Trời ơi, đi lấy nước dừa cho chị. Thôi, kệ, em cho chị này chứ uống này. Mua hả? Ồ, chắc mới vô cái máy trong này nè. Tội nghiệp mấy. Tội nghiệp không? Rồi á, cho nên là bây giờ nè, bữa nay là mấy tay? Hai tay. Mà thường ngày nếu kiếm cô là kiếm ở đây đúng không? Thường thường á, tôi đi lấy đồ ăn rồi tôi chạy về đây. Tôi ngồi suốt ngày ở đây hết? Luôn. Suốt ngày ở đây đúng không? Ừ. Bây giờ cô hình, cái tên gì quên cô rồi. Để cô Mai. Cô Mai. Để có gì con, khi mà cái ngày, tại vì con chưa xua là 5 tay hoặc là 7 tay. Ừ. Ha. Thì khi con xua ngày nào rồi con sẽ gọi cho mấy anh này. Nhờ mấy anh này đưa điện thoại cho cô nói chuyện với con. Thì con kêu cô phải ngồi chờ con ở đó, chỗ nào đó để con chở cô đi. Để đi lại gặp cái cuộc mà chỗ housing đó nói chuyện và mình trình bày cái hoàn cảnh của mình. Và mình có apply lên hồi nào rồi mà chưa có được, cô phải trình bày hết nha. Người Việt, con dẫn cô lại nói chuyện với một cái người này người Việt. Thì cô trình bày hết là apply từ bao nhiêu năm rồi, gì gì đó. Mình phải nói hết. Rồi người ta có thể là cái người bệnh đồ như vậy nè, mà homeless ở ngoài đường có thể người ta ưu tiên. Tại mình là quốc tịch Mỹ mà. Đó thì phải ưu tiên cho những người đầy đủ quốc tịch Mỹ mà bệnh hoạn chứ. Còn bây giờ apply vô người ta thiếu gì mà ai giành trước được, toàn là người mạnh khỏe không. Đó thấy hoàn cảnh. Tôi đọc trên cái mà tôi lên online tôi đọc cái mà mày nó nói á, là cái diện ưu tiên là những người như trường hợp tôi lớn dạ, tuổi dạ, bị bệnh mãn tính, bị bệnh, dạ đúng rồi, rồi low income nữa. Bữa đó cô trình bày hết như vậy nha, cái này người Việt nha. Ừ. Cô nói là cô có đọc những cái đó thấy như vậy. Ừ. Mà tôi vô tôi apply tôi không có được gì hết, tôi chờ bao nhiêu năm gì rồi đó, mình cứ nói như vậy. Ừ. Nói giờ bệnh thiệt như vậy, chân cẳng đi như vậy, lưng thì còng. Ừ. Đó, rồi phải đi lên xe sống, cuộc sống ở trên xe để dư cái tiền ra, đôi khi mà có dư một chút xíu để lặt vặt để xài. Tại thí dụ như có 900 bạc đi, mà tiền phòng có 600 thì còn 300, rồi đôi khi một tháng ăn xài cũng không có đủ. Trời đúng, ăn xài đâu. Tại có nghỉ thai nó không có cho cái tem. Rồi đi xin đồ ăn thì đó. Rồi để dành tiền thẻ xăng, đổ xăng. À đổ xăng. Mua bảo hiểm xe. Bảo hiểm xe, mới vừa trả xong á 500 bạc. Ờ năm 500 cho 600, 600 cho 6 tháng hả? 1 năm. 1 năm. Ờ có 1 năm tại xong cô ít chạy. Xong rồi cái cầm lên đó. Cộng lên nó, cái nó hỏi đủ thứ, năm mày chạy bao nhiêu. Tôi nói năm nói là chạy 4.000 mai. Họ còn năm nay tôi nói cũng vậy, có hơn nữa, chở cỡ chừng cho vài chục mai thôi. À. Tại một ngày là tôi từ đây tôi lên chỗ lấy ăn, nó chạy về đây.
Rồi bữa nào ăn trái cây trời nóng quá phải mua thêm cam thêm chuối ăn thì chạy tới chợ nữa thì nó thêm một mai hai mai nữa. Vậy là chỉ có chạy đi chợ vậy thôi hả? Chứ đâu có chạy gì đâu đâu. Chứ mà đi đâu nữa con. Ờ vậy là bảo hiểm tháng cũng cỡ 100. Ủa không. Một năm ở mà khoảng 50 không tới. Xong rồi cái nó nghỉ làm sao cái nó mới revise lại. Nó nói bây giờ mày lên online mày coi đi tao sửa lại rồi đó. Bây giờ mày trả thì mày cứ lên online mày coi á. Bây giờ cái giá nó không có gì nữa, thay vì 500 mấy 600, 590 mấy đồng giờ còn 490 mấy đồng. Đó. Bây giờ ăn cơm là mỗi ngày là cô cứ xin cơm ở thư viện ăn thôi. Không, lên chỗ trung tâm Việt Mỹ á. Tại tôi trung tâm Việt Mỹ chỗ nào phát cơm? Sáng mình hôm lát đó cô. VAS đó, Vietnamese American Services Center. Ủa chỗ đó nó phát cơm mỗi ngày hả? Cho ủa chỗ đó là housing nữa mà cô. Người già không. Ờ này phát cho người già. Dạ. Yeah. Cho người già trên 60 tuổi. Ồ vậy hả? Nó cho nó làm cái thẻ cho mọi người. Ồ chứ không phải là phát cho homeless ai cũng được. Không, không phải homeless mà phải tôi không biết thì phải điền đơn rồi rồi nó xét theo á. Hình như người già phải lên không nó cho ăn theo Việt Nam hả Mỹ? Được ăn Việt Nam. Ồ người Việt cho ăn. Dạ. Ồ cái đó người Việt nấu luôn. Người Việt nấu luôn, người Việt thầu trúng thầu. Wow, vậy đó hả? Mà cái cô đó tử tế lắm. Dạ. Ồ là mỗi ngày cô lên cô lãnh hai lần hay một lần? Một lần buổi trưa thôi. Ồ vậy thì Việt Mỹ thì nhiều đây trực ở đây nữa. Họ cho ăn cái gì con? Thí dụ thường thường. Một tháng là mỗi ngày mỗi món khác nhau. Ồ món ăn Việt Nam mình hết. Dạ. Mà đa số là có người Mỹ không hay là người Việt ăn không? Thì không biết tại nó chia cái giờ ra, nó sợ không có chỗ park xe á. Còn nhóm 11 giờ, nhóm 11 rưỡi lắm, nhóm 12 giờ. Ồ. Thì tôi lấy cái nhóm 12 giờ. Để mà khỏi cái kẹt xe á. Dạ. Thì từ 12 giờ rưỡi trong khoảng thời gian đó thì tôi tới tôi lấy thì sẽ không có bị kẹt xe mà không có phải deadline nhiều. Đợi một chút nữa tới mình rồi. Dạ. Rồi coi như là cô tới đó rồi cô lấy cô ăn cơm phi mỗi ngày rồi thư viện cho cô cũng lấy cơm ở đây ăn. Xong rồi chạy về đây kiếm chỗ mát để ngồi ăn. Ngày ăn à. Xong rồi coi đây bữa chiều. À đây cho vậy lấy tiếp. Coi như nói chung ăn là không tốn đồng bạc nào rồi đó. Thì cũng tùy có bữa như tuần vừa rồi liên tiếp mấy ngày đâu cho đâu. Chỗ trung tâm Việt Mỹ thì cho mỗi ngày buổi trưa thôi. Ồ buổi ăn chiều. Buổi thôi buổi chiều ở đây là không phải ngày nào cũng có hả? Không. Ồ vậy hả? Chẳng hạn như cô bữa nào cô vui vui cô tiếu túi có đầy tiền cô mua đồ cô tới cô cho bữa nào không thôi đâu bắt buộc. Bắt buộc cô được. Dạ đúng rồi đúng rồi. Cho nên là không phải thư viện ngày nào cũng có. Vậy mà con tưởng đâu là bữa nay có người này cho bữa khác có người kia cho chứ. Từ thứ năm thứ sáu ai cho? Vậy hả? Con ngồi đây con ngồi ở đây chút để mỏi chân này. Chị ra mua ổ bánh mì 50 xu. Ủa vậy? Ăn ổ bánh mì. Dạ, cô uống đi. Hiểu cho con. Cô uống đi. Thôi con nước con có nước. Sáng xin được chén nước. Con có nước làm sao? Cô uống đi. Uống nước mày uống. Vậy hả? Nước trắng con à. Hiểu nó cho con luôn nước này. Tại cô khác sợ cô. Cao móng cao mỡ. Cô uống nước lạnh thôi, không dám uống nước ngọt. Cũng tốt, đúng rồi. Lớn tuổi uống lực đó. Đi nói thật với cô. Đang đi làm vậy cái bữa sáng ra mà mới vừa từ đường nhỏ bước đầu khi quay nổi chóng mà anh thấy đường gì hả? Mày hồn cái xe đường ra phê cô biết có một lối ra thôi. Cái xe nó lủi trong cái lên trái mày cái lên cô trái. Cô lái xe bị lủi. Các cái ủ đốc to nó chậm cái xe lại. Xe ở sau người ta mất hồn gọi police tới. Police tới thì lúc đó bắt đầu bình tĩnh rồi. Thì sau khi đi khám lấy cái hẹn đi khám thì bà bác sĩ hồi nó còn đi làm cái bác sĩ bảo hiểm Kaiser. Dạ. Bác sĩ Mỹ nó mà đo cho làm cái master test mở trong máu cao quá mà huyết áp cũng quá cao đi nó bị light stroke stroke nhưng không có cho đi làm không cho lái xe hỏi cô tôi hỏi má chứ bà tôi sống con mình mà vậy rồi tôi làm sao mà ai nuôi tôi là tôi còn tuổi đi làm bà nói thì bây giờ trước tiên là mày tới chiên ăn chiên mày uống thuốc đúng rồi đó bao nhiêu năm rồi cô. Hồi còn đi làm cũng cách đây cũng 10 năm rồi. Cũng 10 năm. Chúc không? Xin chúc. Dạo chúc. Dạo chúc. Điện rồi. Chúc cô. Chúc mới vậy chúc à? Chúc chưa? Giống như là học dịch Bách Thảo. Trái chúc. Học dịch Bách Thảo. Người ta cho hả cô? Người ta cho. Rồi cô lấy rồi cô đi cho lại. Không sao mà. Tại vì cho ai chiếc kìa cho. Dạ. Người ta nấu cháo vịt Bách Thảo nè. Có chè xay chè. Ủa cô là người Hoa nữa hả? Nói tiếng Tàu. Nói tiếng Tàu hả? Ngọ xích cẩn. Dạ xích cẩn xíu xíu.
ngõ xịt con xíu xịt xịt cái xịt chút quá hậu xịt xịt chút cây okay, ngõ xịt cho cùng cung phật phổ về về mà thầy quảng châu dành hả cầu cúng phò phở là Quảng Châu dành hả? Triều Châu dành? Quảng Châu. Ờ Quảng Châu dành. Quảng Châu tỉnh ở tỉnh Quảng Châu. Ở tỉnh Quảng Châu. Quảng Châu. Dạ, Triều Châu. Thì quán nhìn gì đâu không quá. Phải Triều Châu người Quảng Đông. Ờ Quảng Đông, Quảng Đông. Nhưng mà người tỉnh Cổng Thòng Quả. Dạ. Ê, như biết Cổng Thòng Quả. Em biết Cổng, ngồi xuống Cổng. Lên lưỡi đó, xấu trả. Ngồi xuống Cổng nha, xíu xíu. Xích tháng, xích Cổng, xíu xíu. Mình xích xẻ, mình xích tục mình sanh đẻ mình Việt Nam nghe ông bà kể lại mình biết vậy chứ giờ hỏi tôi cũng không biết ở bên tao ở đâu nữa. Coi như sanh đẻ Việt Nam hả cô? Dạ. Cô còn cô là cô có hao sinh rồi hả? Có không có hao sinh nhưng mà ở đây này ở con nhà. Ở nhà con, nhà con. Còn cô nè, cô nè con đang giúp cô là xin hao sinh cho cô. Có thể để được sớm. Gì quá trời uống rượu uống bia lái xe cho dữ vô uống rượu uống bia suốt là lái xe phải không nè rồi vậy là thôi bữa nay con gặp cô là để con mất xua cái ngày đó nên con mới đi ra con kiếm trước coi có gặp không để nói cho kêu cô hiểu rõ đó con sợ tới ngày đó rồi cái đi ra kiếm không có cô nói cỡ năm tay bảy năm tay hoặc là bảy thai gì đó ha con về con mất xua cái ngày nào chính xác rồi xong rồi á con gọi ra cho mấy anh em ở đây nè rồi đấy nhờ nhắn lại kêu cô chờ con ở đây chờ vòng vòng ở đây chứ đừng có đi đâu hết thường là tôi ở đây hoặc là vô thư viện vậy đó về cái tôi chạy đây tôi ngồi tôi đợi có ai cho giống cho dạ, vô đúng, library ngồi đúng rồi con biết con vô library con tìm là được rồi hồi nãy lại tìm mà. Hiếu nói cô trong Hiếu vô kiếm á đó dạ tới đây vừa có chỗ mình mát trong mát. Đó máy lạnh trong đó rồi dạ. Mình có chỗ đi restroom đó cô ở trong đó có máy lạnh mát rượi à ở trong thư viện còn ở ngoài đây đó nếu mà bước ra cái bóng nó nắng quá trời mà vô mấy bóng cây mát ha cấm nhà bốn cấm nhiệt đó cầm mạnh nhiệt đó cầm mạnh nhiệt ha wow chín mươi mấy độ luôn á mà mấy ông cô phóng lại bữa nay cũng nóng cũng nóng mà đỡ hơn chút ha đỡ nó có gió hôm nay hôm qua không có gió cái bệnh nắng chịu không nổi đau đầu dạ nó lên tăng sông á cô dạ bệnh mẫu nếu mà được á thì cô thí dụ như mà được cái khu gần đây thì qua chè bè rờ luôn rồi còn gì nói tôi nữa chỉ muốn gần đây thì bây giờ cái ngày đó con dẫn cô đi dạ, thì cô muốn đây. Chỗ nào cô nói nha dạ. Cô còn có nhớ địa chỉ chỗ này không nhớ vậy hả? Hồi đó cô biết tôi apply ngay chỗ gần bên bệnh viện Thali cái đường số 10 dạ, đó Cordatera dạ. Đó dạ. Bây giờ nè cô trình bày á chỗ bên là xe là center rồi cái quanh đây cho tôi dễ đi tài sĩ nó không cho tôi lấy dạ, xe dạ con biết bây giờ nè cái ngày con dẫn cô đi để trình bày á thì cô nói là cô đi bác sĩ cũng gần cái bệnh viện ngay chỗ đường thu lì center với cô xin đồ ăn của người già cũng ngay chỗ đó cho nên cô muốn kiếm gần để cô có thể cô đi bộ lại được đó hoặc là cô lái xe không có lái xa được cô chỉ lái chút xíu gần vậy để cô lấy đồ ăn không lái được phần bác sĩ nó đâu có cho dạ đúng rồi bác sĩ cũng xong cho. Rồi bây giờ nhưng mà nó có cho nữa cô ai thấy bây giờ tuổi càng ngày ai đẹp quá vậy người đẹp ủa ai đẹp dữ vậy Linh hả người đẹp Linh ngon ủa ai ơi, thích quá ủa ai vậy ủa điều nhiều chắc không phải Linh ờ không phải Linh hả không cho hai trái chuối là... người đẹp cho có ai mà che kỹ quá giống hai Linh chắc không phải hai trái chuối hay vô trong live của Linh á Linh á đó mà che kính mít vậy đó Linh á trời ơi ông Hòa mở nhạc ồn kêu ông Hòa nhỏ nhạc lại giùm hàng đi anh nhanh anh Hòa ơi nhỏ nhạc giùm hàng anh nha ông Hòa chắc đúng nó cô Linh á Linh á Linh đà anh Hòa nhỏ nhạc giùm em á ông chi hàng có thấy tổng cho mà chi vô tên chi hàng à ông ở trong xe ông bia ông mở nhạc nhất định vậy đi con không có xua 100% nhưng mà có thể là con chắc với cô 80% cảm ơn cô rất dạ 80% là sẽ có một cái phòng hao sinh cho cô để cô khỏi ở ngoài xe ha nên bữa nay con đích thân ra đây kiếm là tại vì con có hỏi xin rồi rồi người ta mới nói dẫn cô tới để người ta coi cô người bệnh thật như thế nào và cô trình bày đi nếu được là người ta dành ưu tiên người ta xét cho đó chứ nhiều khi những trường hợp này á người ta không có thấy dạ đúng đó tại vì giống như mấy người
nước ngoài đi thì người ta tiếp nhận những cái hồ sơ của những người nước ngoài, còn người Việt mình lại không có tiếp nhận được những hồ sơ giống như trường hợp này. Thì cảm ơn cô nhiều nhé, là tối chè hả? Dạ, cảm ơn cô. Cái xong á thì con mới trình bày trường hợp của cô, con nói cô vừa lớn tuổi nè, vừa bị bệnh nè, mà tiền á thì giống như vì thai không có đủ để mướn phòng, mà đi mướn phòng á thì hết tiền, không còn tiền để là xài lặt vặt, cho nên nó một năm á là cô phải đi ra xe ở hôm lép ngủ ở ngoài xe chừng vài tháng để dư cái tiền ra. Đó. Thì người ta mới nói ok thôi trường hợp này dẫn lại đi, rồi để người ta coi như thế nào rồi người ta dành ưu tiên cho. Thì cho nên là cái gì cũng chưa có chắc ăn, ra con không có dám nói ha, nhưng mà con xua thì chắc cũng cỡ 80%. Cô giúp chùm thì tôi cũng cảm ơn nhiều, cũng được hay không còn tùy. Dạ, người ta duyệt xét. Dạ, người ta duyệt. Tại khi người ta không thấy hoàn cảnh thật. Thì theo con thì con đi con gặp những hoàn cảnh thật là đúng giống như đúng cô rồi. Bệnh thật, đây là thật 100%. Thì mình giúp là giúp ưu tiên được cho mấy người này mới đúng, tại cô có quốc tịch Mỹ, cô có đầy đủ giấy tờ nữa. Đó. Ê, qua. Wow. Tại vì nãy anh mở nhạc ồn, thằng kêu nín chân chút giùm, tắt rồi, cảm ơn. Cái gì? Nói tới ông cái à. Hả? Đó, cô, dạ, rồi, thôi vậy. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, vậy cô nhớ, bữa nay hai tay rồi. Dạ. Cô nhớ năm tay hoặc bảy tay gì đó. Tay thì trong cái khoảng đó là cô ở vòng vòng đây, cô đừng đi đâu. Dạ. Mà có đi thì cô dặn Hiếu hay dặn mấy anh này nói cô đi đâu cái cô quay về để thằng biết thằng ra đi. Tại sao ăn cỡ sau 1 giờ là tôi đây. Sau 1 giờ cô đây. Cơm rồi là tôi về đây. Rồi ok. Buổi sáng sớm mà tôi biết làm sao ở thay mấy chương mở cửa mà phải đi sổ tìm chỗ đi restroom. Ờ. Thay đồ rửa mặt rửa mày. Ờ sáng ở trong xe cô phải chạy xe đi kiếm chỗ đi restroom. Tại vì 11 giờ phải rời khỏi đây nó đâu cho. Mấy tấm bảng nó kêu để cái nội quy mà cái policy của nó. Ủa là sao vậy? 11 giờ ở đây không cho là cái gì? Nghĩa là không parking. Từ 11 giờ. Sau 11 giờ cho đến 7 giờ sáng. Từ 7 giờ sáng tới 11 giờ không được phạt cái nó. Từ 11 giờ khuya cho tới 7 giờ sáng. Ủa khuya là cô không có đậu đây ngủ. Không. Vậy cô đi ngủ ở đâu vậy? Đi tìm cái chỗ nào mà vắng. Không phải vắng, phải có restroom nhà mình dùng đi khổ thân. Restroom này công cộng ở đâu được đi restroom chứ? Mấy cái chợ đồ nó mở cửa tới 12 giờ đêm á. Chẳng hạn như Lucky đó, mở cửa 12 giờ đêm. Còn là quên mặt đó, mở cửa tới 11 giờ ở đây mà thao gạt tới mở cửa 1 giờ đây quanh đây nè. Ôi cô ơi là cô. Xong dùng vô mình cô giữ à, mặt. Mua cái mình bô. Mặt, mình thay đồ nọ. Mua cái bô để lên xe mình bỏ cái bịch ni lông vô cái bô. Xong rồi cái cô tiểu trong cái bô nó có cái bịch mình tròn ở ngoài cái mình cột cái bịch lại mình đi dục thùng rác. Nước thì mình lấy nước lên xe rửa mặt. Có giống thật mấy cái chỗ trắng. Dạ. Cái chỗ gần gần trước cửa tiệm chứ đâu. Nhưng tới giờ ngủ kìa, cô đi phạt cái nó đâu để ngủ. Đậu ở đó luôn. Ở Walmart. Mấy cái chỗ nào mà tôi nói là nó mở sáng đêm á. Nó còn không là mở khuya. Người ta cho sao? Người ta cho mình đậu vậy sao? Thì có với khách hàng mà. Tôi đâu dám đậu chỗ vắng. Cô biết không? Năm ngoái. Đi lên tha gãy cái chân còn thẹo nè. Cái gì vậy trời? Có xỉn kìa, kìa, găng thì không còn cây mà lãng quá lãng lợi chữ thề. Quá trời luôn. Găng ở đây có hai, dính hai ba cây mà lãng quá lợi chữ thề bởi vậy mới ổng rồi đó. Nhìn mặt ai không thấy sợ lắm, ghê lắm. Ở đây tôi sợ lắm. Vậy hả không? Thấy gì chứ bản này. Trời ơi, bữa hôm thì năm ngón của thật ở ngay đây, cái handicap đây nè. Cái mấy ông Mỹ, ông bưng đồ tới, ông cho đồ gì, ông đẩy cái ghế á. Phần ông kia, phần đâu anh lộn. Tôi lấy phần của tôi xong tôi vô xe, tôi mở cửa, tôi bỏ vô cái. Tôi qua phía bên này để mà tôi chấp gọn gọn lại cái đồ trong xe á. Một cái thằng không lấy, anh dưới xuống lên lên. Lấy. Trời ơi, nó thật, nó cũng phải nó lấy. Cái kiểu cũng như là harassment vậy. Nó, chắc nó mặc đồ trong, nó lấy khăn, nó quấn vậy nè. Ôi trời. Nó lấy cái gì nó cắn cắn cái mép răng hỏi cô ha, nó mở miệng rớt xuống cái mình sẽ sợ dồn. Quá trời ơi, cô biết đã vậy rồi cái phía bên mà tay lái tôi quên đóng cửa lại á, chưa lắp á, nó mở cửa vô bóc còi tin 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 bây giờ tôi đứng phía bên này tôi mất hồn, tôi la làng lên, tôi la quá trời, nó cũng không đi nữa lâu chưa mới sao kêu mấy ông này nè. Tiếp lúc đó đâu biết mấy ông này ở đâu. Chỗ khác hả? Lúc đó cô đậu ngay xe ngay đây tôi đậu ngay. Ồ, không thì cô la lên có mấy người người ta chạy không ra tiếp tới chừng. Không ai tiếp hết. Trời, tôi mất hồn luôn. Ông nội nào vậy? Người Việt hay là người người Việt bắt đầu con tưởng nó mễ bây giờ nó đem tôi luôn vậy? Ông nào vậy? Dưới suối là vòng vòng đây thằng biết hết á. Thì
nó xong tôi la cái chừng nó mày đi mày tôi kêu police bây giờ á. Ừ. Cái nó mới chui ra khỏi cái xe tôi nó đi chợ trời ơi vậy nó là nó chung đi, nó chung vô xe cô luôn này, tôi nghĩ là nó dưới xuống. Nó chung vô xe cô luôn trời. À. Chắc lúc đó nó bị khùng á nha, đừng khi tụi nó bị khùng mấy cái đó đó cô. Rồi nó đâu biết gì đâu, chỉ cho mấy cái đó đi vô nó phòng á, nó đâu biết. Tôi có tìm cái chỗ nào có đông đông hơn chút trong hồ, trong đó những đậu trắng trắng. Tôi thấy không, tôi thấy nó tới tuốt đồng. Không, giờ có mấy anh em này, mấy anh em này biết mà. Rồi mấy cái ông đó thôi chứ. Hút thuốc rồi ồn ào. Ờ thì mấy ông chơi gì. Cái cổ nó đau bị anoxi á. Đúng rồi, thì cô đậu xe mấy chỗ này thì đương nhiên rồi. Mùi tôi có chạy tuốt đầu kia. Thì bởi vậy trừ ra thoát khỏi cô được cái chỗ housing thôi, chứ đậu xe rồi. Mà mình hôm lát mà mình đương nhiên mình đậu ở đâu thì cũng gặp mấy cái này không hả cô? Chỗ nào mình tránh thôi. Dạ tránh được chỗ nào tránh. Tại vì mấy anh này cũng hôm lát cho nên thì cuộc sống của mấy ảnh đàn ông mà thì số bộ ồn ào. Mà giống như cô là người lớn tuổi, người già mà đi hôm lát theo cái nhóm này mình đâu có ở chung được. Già đã khác, còn già trẻ khác. Mà sống đó đi kiếm việc làm ăn những chỗ. Trời ơi mày nói. Thì cái tại tôi không có còn sức lòng. Ôi là trời coi kìa, có ông đứng là ông ngắm mình kìa. Đó thấy không, có thấy không? Như chị chứ vui lắm, dễ thương lắm mấy ông vậy đó, chứ không có gì hết đó. Còn sức lòng động tôi không đi làm chứ đâu có như vậy trời. Dạ đúng rồi. Thôi cô, con hy vọng con cũng gắng cố gắng. Con điện, con xin, con kiếm, con nói đó. Con nói trời ơi, đây là những trường hợp con gặp này là thật mà. Cô lớn tuổi nè, đi còn không nổi nữa. Mà đi chờ cái housing thì biết đời nào mà có quốc tịch Mỹ nữa. Mấy tuổi mà chưa có chỗ ở. Dạ. Cho nó yên tâm bây giờ không biết chừng nào nữa. Dạ. Anh nhanh. Nè cho được cống cháo hột dừa muối. Hột quýt thảo. Của người ta phát á. Của người ta phát hồi nãy cô kia cô lấy cô đem lại cho đó. Đó lấy đi về cho. Tôi có cô rồi. Có rồi. Cho ông Danh ăn đó, ông Danh thích cháo lắm mà. Người ta cũng phát đủ thứ loại đồ ăn. Cần mình những năm cuối đời cho mình yên ổn, mình yên xôi cuộc đời trước cô. Dạ. Cho nó yên tâm, nó sống mình cũng hồi hộp đi nó. Dạ, bữa kia là con, bởi vì mấy bữa con thấy con tưởng đâu là thấy cô lấy đồ ăn này kia thì con tưởng là giống như mấy người ở đây lớn tuổi rồi ở nhà buồn, có hao sinh hay là ở với con rồi ra đây chơi lấy đồ ăn. Với khi hỏi lại thì nói, cô nói cô là homeless, con nói hả? Thì hỏi lại là không chồng, không con à, mấy có chị em, nhưng mà chị em thì đây ai cũng có cuộc sống riêng. Hơn nữa từ nhỏ, ngày xưa qua Việt Nam tôi 18 tuổi thi xong tú tài, tôi đi ra tự đi làm ăn sống riêng. Không có muốn nhờ bà gia đình, tại vì thấy ông bà nội tội quá. Dạ. Ở bên Tàu qua hai bàn tay trắng làm lại cuộc đời, phải nuôi con, nuôi cháu rồi tới đời mình. Nuôi hồi lắm xong nó thấy khổ quá cho nên tôi không có muốn ở trong nhà rồi làm phiền ông bà nội, muốn ra một mình. Hơn nữa mình lấy cái kinh nghiệm sống đó cô. Dạ. Cái vậy là từ rồi. Hồi mà cô ở đây lúc còn mạnh khỏe cô cũng mướn phòng rồi đi làm sống mình. Lúc mà có tiền đi làm, vừa đi học vừa đi làm, nói chừng ra trường mà tiền nó chết nó hơi khá lơm chút thì tôi mướn cái phòng riêng. Dạ. Cũng như cô có nhà rồi có đất cô xây thêm cái phòng á. Dạ. Thì nó có đầy đủ restroom đồ riêng cho mình. Dạ đúng rồi. Ở thời gian rồi cái họ cứ đòi lên tiền nhà biết mới ở mấy tháng lên, ở mấy tháng lên lên ngoài tôi mới có chịu bắt thấu rồi tôi dọn ra. Cô hồi đó cô đi làm là cô làm về hãng hay làm gì cô? Làm hãng. Cô làm hãng. Làm hãng thì đồng lương nếu mấy thời đó thì cũng đủ sống cho mình vậy thôi. Bệnh thì bởi vì tôi nói đang đi làm thì nhớ đổ bệnh vậy chứ đâu có muốn đâu. Dạ. Sĩ có khám xong rồi có cấm bên đâu mày làm việc quá sức. Nếu vậy là cô được ăn tiền bệnh chứ sao tiền gì thay? Mình có tiền mà bảo hiểm phải mua chứ đâu có ăn không đó. Nhưng mà ý lúc đó cô xin tiền, cô nghỉ làm thì cô xin tiền bệnh chứ sao tiền gì thay? Không, tôi đi làm part time, tôi làm full time nổi đó là bà bác sĩ bên nói mày phải làm ở gần đây chứ mày không có được lái xe freeway. Bà nó kiên cử 2 năm sau mà check up này nọ, bà theo dõi cứ 6 tháng thử máu, 6 tháng thử máu thì bà thấy ổn định rồi. Bà nói bây giờ bà cho, nhưng mà lái xe trong local thôi, bà không có cho đi xa, rất là nguy hiểm. Tại cái bệnh này coi như cũng kêu bệnh mãn tính, đâu có dứt hẳn đâu. Yeah. Đó. Cho nên đi làm cũng thôi, làm part time. Tại ở gần này không có cái chốt nào mà cho nó đàng hoàng hết.
Mình làm part time thì mình vô tiền mua bảo hiểm mình sạch bách hết rồi. Nên mình tới. Không, làm part time mình vẫn đủ xin Medicare mà cô. Ngày xưa khác cô, sau này thì khác, thời đó chưa có. Tôi mua tại hồi đó đi làm bảo hiểm của Kaiser. Cho nên khi part time mua thì nó kêu bằng Cobra gì nữa. Dạ. Trả 900 mấy một tháng. Cái gì dữ vậy? Mua chứ dữ vậy? Chưa kể là copay này nọ nữa đó. Mình không có thì cái gì mình cũng cái, không cần mua vậy đâu cô. Mình có gì chính phủ lo à, người ta sẽ cho mình Medicare. Lúc đó mình từ đang đi làm full time mình nhảy xuống part time. Trừ ra cô làm lương cao lắm cô mới mua vậy thôi. Nó mất cho nên mình phải chịu thôi. Còn làm lương thấp mình không cần mua vậy đâu. Hồi đó cái mức nó là mua như ở vậy hãng đó, rẻ. Trong hãng bán á. Hồi đó chưa có. Cho nên nó khổ lắm. Rồi thời gian đúng sức là làm hết nổi rồi. Làm hết nổi cho nên thôi 60 mấy tuổi xuống ở đi ghi thai. Dạ. Cho nên lúc ghi thai là 60 mấy tuổi. Lúc năm tôi xin là 64 tuổi, 60 mấy tuổi. Dạ. Mà ghi thai mới lúc đầu thì nó ít tiền, có mấy trăm à. Cái thời khoảng thời gian đó có 700 mấy à. Tại vì cái tuổi tôi cái thời nó bắt đầu nó đổi là 66 tuổi, giống bà 65 nữa. Dạ. 65 là mấy người ăn tiền già. Dạ. 66 tuổi là ghi thai. Nhưng mà sinh năm 1960 trở về sau 67 tuổi nó đi thai. Dạ. Nhưng mấy cô bạn học chung cho em, mấy cô nó còn nhỏ nhỏ với trẻ. 67 tuổi nó đi thai, đúng tuổi đi thai. Dạ. Rồi bắt đầu đúng 62 tuổi là Social Security nó gửi thư về, mỗi năm đầu năm nó gửi thư nó báo cho biết. Dạ. Là mày đã đủ làm đủ UNIS, đủ UNIS để mà hưởng cái early retire rồi. Nếu lương mày full retire 1.000 đồng thì early retire ở 62 tuổi sẽ được 750. Yeah. Người ta lấy bớt 25%. 63 tuổi thì lấy bớt 10 mấy%. Yeah. 64 tuổi thì lấy bớt 10%. 65 tuổi lấy bớt 10%. Tới 66 tuổi mới full retire. Yeah. Đó. Lúc tôi retire là 7.750. Ok cô. Rồi thôi giờ bữa nay con tới biết vậy rồi. Rồi để coi con gắng cố gắng con giúp cho cô để được cái phòng housing sớm để cô ở. Dạ cảm ơn cô nhiều. Khỏi đi homeless nữa. Dạ. Mà khỏi đi mướn phòng. Vậy là quá tốt cuộc đời cô tôi. Dạ. Tôi lên chùa tôi chỉ lạy Phật xin cho con. Cho cái bảo hiểm sức khỏe. Tôi con già rồi con rất là cần bảo hiểm sức khỏe, đau bệnh luôn luôn. Cô rất được mà vì thay cô có mua được cái đó, bảo hiểm rẻ tiền mà. Đó. Dạ. Được Medicare. Dạ Medicare đó. Dạ. Nhưng mà nó nghe nó cứ hâm dọa nó thay đổi biết rồi sợ cho nên cứ không, xin đừng biết. Có sợ chừng nào nó thay đổi thì nó cũng giúp mình chứ mình già rồi, mình đâu có gì đâu rồi, một cái bây giờ cô không có tài sản gì hết á, cô xin có bệnh cũng không ai bỏ cô chết đâu, chính phủ lo hết, cô đừng lo. Rồi xin thêm cái nó cho tôi có mình xin được cái housing chính phủ, tiền nhà nó rẻ chút cho tôi đủ khả năng tôi trả thì bây giờ có thể được nè. Xin thể... hai cái điều đó thôi. Hai điều đó thôi hả? Được cái điều bảo hiểm sức khỏe và được cái chỗ ở đó. Bây giờ bảo hiểm thì có rồi, xin cho con giữ luôn luôn, đừng có cho mất, đừng có cho lấy lại. Rồi, chính phủ là bây giờ mà xin luôn được cái chỗ ở nữa là tội nguyện, ngày theo đi chùa là cầu tội nguyện. Coi như là yên tâm để mà sống rồi, không có lo âu nữa. Thì lúc đó sức khỏe có thể là nó sẽ tốt hơn. Dạ. Không còn lo lắng mỗi dạ. đêm nữa. Dạ. Dạ. Ok, thôi đừng lo, dạ. Cái gì tới thì tới à. Mình ăn ở phải, gặp phải à, không sao. Dạ. Coi như cái duyên bữa đó, tình cờ con cũng... Dạ. Gặp hỏi cô thêm vậy. Dạ chứ không thôi mấy bữa đi xin cơm con thấy thôi chứ con đâu có hỏi. Bữa kia tình cờ hỏi cô đứng đó cái nói chuyện vài câu đó, hỏi mới biết thì mấy người nói ủa sao. Dạ. Nghe nói vắt áo quần xong tôi lấy, mình nói trời ơi ở xe lấy áo quần ra nhiều, tôi lấy vài bộ đủ thay đổi thôi. Chứ cô không tới hỏi con giúp thì con đâu biết cô cần giúp cái gì. Đó thí dụ như mấy cô ở đây mà không hỏi thì con thấy mấy cô ăn bận sạch sẽ, con nghĩ là mấy cô già đó, lớn tuổi ra đây chơi. Mấy cô ngồi đây là nhà bên này nè. Dạ. Ở với con bên nhà, con bên nhà. Cô kia hả? Cô kia ở với con. Ngay bên cạnh library nè. Vậy mà cứ đi bộ ra bánh đi. Cho nên cô tới đây cô chơi hoài. Bên bánh lấy tôi ăn, bánh đâu ăn, bánh cho mình nè. That's why, bởi vậy. Dạ. Rồi một số người đi xe đạp đó là cũng ở quanh này nè. Dạ. Đạp xe đạp ta đi vòng vòng ra chơi. Dạ. Đó. Dạ. Chứ người ta thì đó, thì khi mà mấy cô phải hỏi con ơi mua cần giúp cái gì được thì con giúp được cái gì thì con giúp vậy đó. Ha. Rồi nhưng mà xua với cô là con nghĩ là có thể được. Vậy đi.
nhớ là cứ năm tay bảy tay là tôi ở đây rồi, ở dần dần cứ đây. Chạy đi lấy cơm rồi chạy về đây có ngồi. Gì đó cái con gọi thằng Hiếu, con nhắn thằng Hiếu, Hiếu nè, thằng mập mập nãy đó rồi cái nó sẽ chạy kiếm cô giùm. Cũng thỉnh thoảng cũng vô library hồ đó tránh nắng hết chứ. Dạ, nó chơi vòng vòng đây mà. Mới nãy con hỏi vòng vòng đây nó chạy vô đó đó, nó chắc cô trong library chạy vô nó kêu cô á. Chắc không có, chạy ra thấy tôi ngồi ngay chầm chầm bên đó. Vậy hả? Dạ. Ngồi xe đó. Rồi, ok cô, có đứng dậy được không? Anh Danh lại đỡ cô đứng dậy giùm. Được. Nắm cái tay đứng dậy. Nắm cái tay kéo thì đứng dậy giùm. Cô ngồi, cô đứng dậy cũng được. Đứng đi điện cho... Dạ. Đứng đi bớt đi, đứng đi bớt. Con đây nè, con ngồi, con đứng dậy còn khó không chứ con. Tại mình ngồi lâu á, đứng dậy cái chân mình á. Máu chưa rồi. Dạ, đúng rồi. Đó, trường hợp gì đây mà có quốc tịch Mỹ mà cho ngủ một xe làm sao? Bởi vậy mới nói là bữa đó Hằng đi điện, Hằng kiếm mấy chương trình đó. Người ta nói ok, người ta cho cái hẹn để dẫn lại để trình bày đồ coi rồi hợp lý là ta giúp. Con ghẻ mấy con ruột. Dạ. Còn đi được không? Đâu xe cô đâu, cô dẫn con lại coi, con ngủ làm sao? Đi làm mà, cho nên không có nghĩ tới cái ngày mà mình phải xảy ra như vậy. Dạ. Mình tự tin nó bắn tâm mình quá. Dạ. Đâu đi lại coi cái chỗ ngủ làm sao? Trời ơi, ngồi kìa. Chạy đi cô nói hả, phải đậu xe đó, chạy đi tùm lum để đậu á. Tối chỗ nào mà người ta mở cửa sáng đêm mới dám đậu đó để ngủ chứ đâu dám đậu mấy chỗ. Xe này hả? Chàng ơi, chiếc xe cũng cũ dữ rồi. Trời ơi, chiếc xe cũng cũ tè le hột me rồi. Rồi ngủ làm sao trời, cô ơi, chất đồ đầy hết rồi nằm sao để ngủ? Hả? Mẹ ơi, trong xe quá trời vậy, trong xe đầy hết trơn rồi làm trời ơi cô, làm sao chất chỗ nào ngủ, mở cửa con coi thử ngủ làm sao. Ngủ ngồi hả? Oh my god, sao ngồi chi vậy cô, không có nằm đi để cái ghế sau đừng có chất đồ nhiều. Mẹ ơi, ngồi gì đây sao ngủ đâu, cô mở ra ơi. Chàng ơi, đầy hết trong xe, chất đồ đầy hết. Nếu mà đẩy lên chiếc cái ghế sập xuống vậy. Nếu mà sập xuống mới được bằng phẳng, có một chỗ ngủ. Được cái chân giãn. Cái này coi như ngồi vậy thôi ngồi hả? Ngồi mình cũng ngót xung quanh mình cảm giác. Vậy sao ngủ được, ngủ ngồi sao ngủ? Trời, tôi ngồi vậy ít ngủ lắm. Vậy hả? Chỉ ngồi vậy thôi đó hả? Ngủ cũng được, ngủ cũng được. Mẹ ơi. Nghe giống như là bye bye. Cứ nhắm mắt chút nghe cái tiếng động gì là giật mình vậy. Màng. Rồi hổng ngày cô đi ra ngoài ngủ sao hết mấy tháng rồi? Thì cũng mấy tháng đủ tiền trả tiền. Không, ý con hỏi là hết được mấy tháng rồi cô ở ngoài nè hổng ngày á? Cũng 3-4 tháng rồi. Ồ, 3-4 tháng rồi đó hả? Thôi 3-4 tháng rồi mà giờ còn cũng gắng sống gì luôn, cực lắm cô. Ít nhất cũng có cái phòng để nằm. Đó, cầu xin cho cô giúp được. Phòng vô đó. Nếu mà thí dụ như không lên chỗ lấy thức ăn ở bên cơ quan mà an ninh của Cao Thiên nó cho, nó bày cho đi xin cái thẻ này để mà đậu tàn tật, để đậu mấy chỗ tàn tật. Với lại nè, thí dụ như trong trường hợp mà đi kiếm hao sinh chưa có, giờ cô cũng định ở ngoài hoài vậy chứ không muốn phòng thì để con xong hết tiền vô cái xe hết nè. Bây giờ xe đâu còn bỏ tiền gì vô mua bảo hiểm rồi phải không? Bảo hiểm mới giờ trả, nó chưa đi mượn tiền, chưa có đủ tiền. Một tháng được 900 mà đổ biết bao nhiêu tiền xăng rồi cô. Đâu có chạy gì đâu, cô đâu có chạy đi đâu đâu. Không biết nữa sao mà hao xăng quá. Sao vậy? Tại vừa rồi á, smoke check nó fail, đi sửa xe 400 mấy. Trời ơi, chiếc xe cũ gì đây còn đi sửa 400 mấy. Tiền trả tiền registration renewal để mà lấy cái sticker dán là xong 100 mấy, lắm còn 600. Trời ơi, chiếc xe cũ gì đây? Trời ơi, thay 200. Hai cái bánh xe trước, hai bánh xe sau chưa thay. Trời ơi, hèn chi bao nhiêu cũng không đủ, phải 200 rồi. 200 nữa. Cái nè, thay bánh xe mới. 800 xong rồi bảo hiểm 500 nữa, rồi đi làm thay dầu. Xe nó cũ ta tua như vậy rồi, rồi thay đi dầu. Thay bánh xe, đi sửa cả ngàn. Thay dầu 60 mà tất cả cái coupon á, bớt được 10 đồng là còn 50, là tổng cộng cô thấy hơn 1,000 mấy rồi. Trời ơi, hỏi cô chứ không có ngủ ở xe này, ngủ ở đâu. Trời ơi, hay da nè. Nếu rồi, mà cô thật sự cô xăng, có bệnh ha, bây giờ con nói cho cô cái một cái phương cách này nữa, nó cũng rất là dễ cho cô. Cô đừng có lái xe nữa, thí dụ cô là hiện tại cô có bệnh thật nè, đi còn không được, có chứng nhận giấy bác sĩ,
thì cô vô một cái chương trình đi cái người ta thích khen người bệnh, là người ta lãnh về nhà thích khen, người ta có phòng cho mình ở, có thể người ta lấy tiền phòng nó rẻ chứ người ta không lấy mắt. Thì cô vẫn còn dư tiền nhiều, cô bỏ xe đi, cô đừng cần chạy xe nữa, cô bán cái xe rẻ đi. Bỏ cái xe cái lưng, đâu đi bộ, tôi tính cái người thích khe rồi. Người ta đã lấy tiền của chính phủ thích khe cô đi bác sĩ, người ta chở đi đâu, người ta chở mình rồi đó, ý con nói như vậy đó. Ok, cống cháo cho hỏi Tượng ăn không, cho nó đi anh Danh. Tượng thấy nó dòm dòm hằng á, nhiều khi nó muốn xin rồi á. Biểu ơi, nó ốm kìa, ăn cháo không, có cống cháo nè, nó muốn ăn phải không? Có hàng cống hả? Nãy hàng người ta cho hàng cống cháo. Tại thấy nó dòm dòm nó muốn đồ ăn. Lo mấy đứa đây nó hồi sáng người ta cho nó. Thấy bữa nay nó rồi. Tỉnh kìa, như nó đói vậy, nó muốn đi xin đồ ăn. Vàng ơi. Ok cô, thôi vậy đi, rồi con hy vọng chắc chắn sẽ được cái housing cho cô đi. Để thoát cái cảnh này đi, trời ơi thiệt là khổ. Đi chăm sóc chiếc xe không thì hết tiền rồi. Sao mà đi bộ nổi ra chạm xe bến rồi đi chắc không, với lại sức khỏe của cô cũng không nên lái xe. Trời ơi Tường ơi, là Tường, ủa mà đói hả? Đói chứ. Dạ anh kia anh xách cống cháo lại anh cho kìa. Rồi rồi rồi, chỉ cần quải cái vỏ đi vậy thôi hả? Sao mày ốm dữ vậy Tường? Trời Tường ơi, là Tường sống vậy đó. Cháo chay hả? Cháo hồi nãy của ai xin, không biết của ai cho thằng đó. Của ai mà thằng ngồi đây, người ta mới cho rồi thằng cho lại. Còn không? Không, người ta cho thằng, xong rồi cho nên thằng thấy tưởng nó đói, thằng cho nó, có ăn cống à. Bữa nay thằng không có phát đồ ăn, bữa nay ra gặp cô. Nóng này thôi để coi cây, không chừng ngày mai thằng nóng xăm bổ lượng ra thằng phát. Xăm bổ lạng á, bổ lượng đổ vô một phần nước đá, mình đổ xăm bổ lượng vô ra múc cho người ly ly mát. Chiên cháo là mừng rồi, hấp cháo cũng đỡ chứ ăn cái gì nổi nữa, nóng quá. Nóng vậy hôm qua tôi cứ xin nước không à. Dạ nóng quá con cũng không ăn gì hôm qua luôn. Tôi xin nước, con uống nước hôm qua nguyên ngày thiệt luôn á, chén cơm cũng không có nữa. Hôm qua sao mây hồn có trời nắng nắng, có bà Mỹ bỏ thùng nước đá nước á, bà cho tôi hai chai luôn. Dạ tôi muốn hết rồi, cái tôi tính tôi xin nữa, xong bà thấy cái mặt nó dồn dồn đó, bà cho tiếp chai nữa. Không, chắc ngày mai con đi chợ con mua đồ về nấu xong bà ngồi. Có xe con chạy có mà sáng là sáng mới có người cho nước nè. Cho nước nữa, xin nước không chúng xin gì lắm. Ok rồi, thôi vậy hả cô, con đi à. Rồi, cảm ơn cô anh nhiều. Dạ, rồi ba cô, rồi có gì đó cô chờ con nha. Trên cho cô xin giúp được, tôi có cái chỗ. Dạ, rồi hy vọng chắc là có thể được á. Dạ. Ok, vậy đi ha cô, ba cô. An toàn. Rồi. Là có cái chỗ, có gì tôi có chỗ được an ổn rồi, tôi đi chợ mua cái gì về nấu, mời cô em tới ăn mừng tân gia. Dạ đúng rồi, nếu có phòng hao sinh là thôi cô đừng có nấu cho cực, cô bệnh con mua đồ tới ăn mừng tân gia, cô rồi, có cái phòng rồi. Đúng rồi, order cái gì tới order cái gì tới ăn mừng tân gia để giúp cô được có cái phòng ở. Dạ kìa, cho cô bánh nữa kìa đó, ổng cũng đi xin chỗ khác, ổng đi cho lại đó, cũng làm việc phước không ha. Con không ăn đâu, cảm ơn cô, con không ăn. Con không ăn. Dạ. Ơi ơi. Con ăn gì vậy? Xin hả, muốn ăn hả? Bữa nay thằng không có đem gì ăn hết trơn á. Gì cho 20, không có tiền. Mấy ông cho 20 đang làm gì? Làm chuyện bậy, làm chuyện nghe. Tới bụng thì đi vòng vòng con họ kìa, mấy người người ta cho đồ ăn tới á. Có tô phở khắp đó không? Ừ, phở khắp phải xin nước nóng. Ê 20 tới giờ đang chạy đó hả? Trời ơi đứng đây 20 ở đâu vậy? Thằng đâu có 20. Mạnh khỏe gì đi làm đi, thằng giúp đi làm. Mai mốt làm. Thôi không có mai mốt. Cho tiền như không 20 là mấy anh hư. Đồ ăn ở đây kìa, sáng người ta cho nhiều lắm, mình canh đây là hồi có ăn no nê á. Nha, đừng có chơi mấy đó nữa anh Phụng. Okay. Sao không chơi nhìn tướng rồi đừng có nói không chơi. Ừ ok. Chơi ghét mấy anh hư trơn à. Ok cô, rồi thôi vậy hả cô? Dạ bye bye. Cô, dạ không, dạ con không ăn, trên xe con có nước, có đồ ăn. Dạ bye cô. Rồi bye mấy anh. Ok
kìa, ổng có một cống phở kìa, ổng cho kìa. Đi bà, vô thư viện xin nước nóng đổ cho ăn đi. Dạ, dạ, cây xăng. Tại bữa nay Hằng không có phát đồ ăn, để mình đi mua đồ mình nấu xong bổ lượng á. Ngày mai hả? Để coi bữa nay đi kịp không, đi mua. Đi mua về nấu một ngày lận. Nấu chiều nay, và ngày mai mới có đi phát. Mai em nghỉ luôn. Ờ, ngày mai lễ nghỉ luôn hả? Tại hãng sáng, khai sáng đóng cửa. Ok, có gì hồi ghé lại anh để Hằng đi mua luôn. Khai chiều thì ở đồ ngày 2k buổi sáng. Ok. Khai chiều để nó em muốn vô thì vô, không đổ. Khai sáng ngày đóng cửa rồi. Ok.